Em xin chào toàn thể cô chú anh chị các bạn yêu hoa phong lan. Em là Nhung, bán phong lan đường tại Hải Dương. Hiện tại là phiên buổi chiều ngày 30 tháng 9 năm 2019. Chúc cả nhà một đầu tuần mới làm việc thật là hiệu quả và gặt hái thật nhiều thành công. Và hai số điện thoại mà các bác vẫn thường đặt hàng của cơ sở em là 0393 998895 và số điện thoại thứ hai là 0966121377. Hình thức chuyển hàng của nhà em là chuyển phát nhanh qua đường bưu điện, các bác nhận hàng, thanh toán tiền hàng, tiền cước cho bên bưu tá đi phát hàng cho mình nhé. Tiền cước thì được tính theo bảng cước chung của bên bưu điện ạ. Và buổi chiều ngày hôm nay thì nhà em cập bến thêm rất là nhiều những mặt hàng dừng để phục vụ nhu cầu các bác. Thời điểm này cũng là cái thời điểm mà các bác có thể là ghép cũng rất là hợp lý rồi. Nó cũng vào cái thời điểm của mà các cây đang chuẩn bị thắt ngọn xuống lá. Và hôm nay thì nhà em về thêm một mặt hàng rất là mới, rất là lâu rồi mà các bác cũng có hỏi rất là nhiều. Đó chính là giáng hương tam bảo sắc tháng 8 ạ. Đấy, giáng hương tam bảo sắc tháng 8. Nếu các bác chơi lan lâu năm thì các bác biết rồi, cái dòng này thì nó chỉ phân bố ở một số vùng, như là nổi tiếng nhất là ở vùng Phú Yên đúng không ạ? Giáng hương tam bảo sắc hoa vàng, người ta vẫn hay gọi là giáng hương tam bảo sắc hoa vàng ấy. Và cái mặt bông của nó thì rất giống với dòng hoàng nhạn. Đấy, mặt bông rất là giống với dòng hoàng nhạn. Hoa tam bảo sắc, hương rất là thơm nhưng lại hoa rất là giống với mặt bông của dòng hoàng nhạn, đó chính là tam bảo sắc hoa vàng. Hôm nay thì nhà em về số lượng rất là nhiều để phục vụ nhu cầu các bác đấy ạ. Và một mặt hàng này thì em giới thiệu ngay đầu tiên, bởi vì sao, nó là cái mặt hàng mới về rất là nóng hổi đấy. Và hàng Phú Yên thì các bác lưu ý với các bác là cái dòng lá xếp của cái dòng tam bảo sắc tháng 8 này, nó rất là ít, đa phần là xếp lưng thôi hoặc là lá lướt thôi ạ. Còn lá xếp V thì tỷ lệ rất là ít, nên là hôm nay em quay qua tình trạng mặt hàng để các bác có thể dễ đặt hàng nhé. Và hàng này hôm nay về số lượng nhiều, em cũng sẽ để giá rất là hữu nghị với các bác. Tam bảo sắc hoa vàng thì thị trường thì người ta bán ra khá là cao, còn hôm nay thì em cũng sẽ bán chỉ có giá là 200.000 đồng một cân nữa. 200.000 đồng một cân giáng hương tam bảo sắc hoa vàng hay là tam bảo sắc tháng 8. Đấy, cái này thì không thể lẫn lộn được với cái dòng tam bảo sắc khác rồi. Đấy, các bác yên tâm nhé các bác nhé. 200.000 đồng một cân. Số lượng thì hôm nay về nhiều phục vụ nhu cầu các bác. Và cái dòng hoa tháng 8 thì các bác biết rồi, rất ít những loại hoa có loại lan rừng mà có hoa vào thời điểm tháng 8 đúng không ạ? Nhạn tháng 8 thì giá thành rất là cao, và quế tháng 8 cũng vậy, và tam bảo sắc hoa vàng. Hoa rất là thơm và mặt hoa rất đẹp, giá thành thì nó cũng rất là vừa phải. Tiếp theo giới thiệu mọi người đó chính là dòng hạc vĩ. Hạc vĩ đấy ạ, hạc vĩ. Hạc vĩ là thuộc cái dòng rất là dễ trồng, dễ chăm. Và các bác mới chơi thì em cũng nên là khuyên các bác có thể trồng những dòng này. Nhưng mà có một lưu ý là dòng này thì mùa này đang thời điểm hàng nó xuống lá, nên là những cái lá vàng nó xuất hiện là chuyện hết sức bình thường nhé. Cái này thì thân nó là dòng thân thòng, nên là khi mà vận chuyển thì rất dễ dẫn tình trạng nó bị gãy, nên là người dân phải bó vào nhau những cái từng cuộn như vậy này. Loại này thì em bán là 200.000 đồng một cân, bán giảm giá. Và hôm nay những mặt hàng nào kể cả mới về em cũng sẽ bán bớt giá cho các bác nhé. Mặt hàng tiếp theo thì xin giới thiệu mọi người, đó chính là dòng hoàng thảo Thái Bình. Đấy, hàng cây thì rất là đẹp, cây rất là dài. Loại này thì cây dài trưởng thành nữa thì nó phải đến 1,5 m, 2 m ạ. Và có một đặc điểm là hoa bông của nó rất là to, bông rất là to và sai hoa. Em bán là 150.000 đồng một cân đấy ạ. À 130.000. Đấy, 130.000 đồng một cân thôi nhá. Và tiếp theo đó chính là dòng hoàng thảo đùi gà tròn. Hôm nay về có chút thôi, chắc chỉ khoảng 3 cân. Dòng hoàng thảo thì đang xuống lá hết rồi. Em bán là 180.000 đồng một cân. Và tiếp theo một mặt hàng mà ra hoa thời điểm mùa xuân, hoa phải nói rất là thơm, cánh sáp. Người ta thường gọi là kim điệp nhựa này, kim điệp sáp hay kim điệp thơm. Đấy, nó có rất là nhiều tên gọi. Và hoa này thì hoa màu vàng, cánh sáp rất là bền hoa. Mình chơi hoa có thể từ 45 đến 60 ngày. Đấy, hàng này rất là bền hoa nhé. Và có một đặc điểm nữa là những cái mắt thân già này. Những thân già, những mắt nào chưa cho hoa nó vẫn cho hoa như bình thường. Đây ạ, đây là thân già năm ngoái này, đây là nụ hoa cho hoa này. Đấy, có hai mắt này còn chưa cho hoa này. Đấy, nên là có một cái đặc điểm rất là ưu việt của cái dòng này là thân già, nó vẫn cho hoa bình thường. Em bán 180 một cân. Hàng này thì có khóm vừa, có cả khóm vừa, khóm to. Đấy, các bác lấy khóm nào thì các bác ấy. 180 một cân. Một mặt hàng nữa, nếu các bác kích hoa thì có thể ra hoa thời điểm Tết, đó chính là dòng kiều vuông thủy tiên cánh trắng ạ. Đấy, hàng hôm qua mới về này. Hàng mới về ngày hôm qua. Hàng đẹp luôn nhé các bác nhé. Hàng này rất là nhiều thân lá. Dân thì người ta đã cắt tỉa khá là gọn gàng rồi. Vậy các bác có thể xử lý cắt thêm một chút nữa thôi, nhưng mà cắt như vậy thì cũng đã tương đối là ổn rồi. Em bán là 200.000 đồng một cân. Kiều vuông thủy tiên cánh trắng ạ.
Mặt hàng tiếp theo xin giới thiệu mọi người đó chính là dòng ngọc thạch 3 màu. Ngọc thạch 3 màu cũng thơ hoa thời điểm mùa xuân, hoa có 3 màu rất là đẹp, đan xen với nhau. Em bán là 160.000 đồng một cân. Hàng này thì giờ xuống lá hết rồi. Đấy. Các bác mua thì được rất là dôi cân, và thứ hai là vận chuyển đi thì đảm bảo các bác là cây đó trong tình trạng cô giáo rất là khỏe mạnh. Đấy. Cái này năm tới là các bác được chơi hoa vào những cái thân tơ này. Đấy. 160.000 đồng cân, giá rất là ưu đãi nhé. Mặt hàng tiếp theo xin giới thiệu mọi người đó chính là dòng hoàng thảo lông trắng. Hoa này cũng rất là bền hoa, hoa cũng là màu vàng cánh sáp ạ. Đấy. Hàng này hoa rất là đẹp nhé. Hôm nay thì em về số lượng khoảng 8 cân. Đấy, 8 cân mà giải ra thì rất là nhiều, bởi vì loại này nó khá là nhẹ. Đúng không ạ? Cái này thì em bán là 35.000 đồng một lạng, tức là 350 một cân hoàng thảo lông trắng. Có những khóm thì nó vừa vừa nhỏ nhỏ thôi. Dòng này thì chủ yếu để cho các bác sưu tầm. Hoa rất là đẹp. 350.000 đồng một cân. Mặt hàng tiếp theo đó chính là trầm tím rừng Lào. Đấy, trầm tím rừng Lào, tất cả dòng thân dòng hoàng thảo này nó cũng đang xuống lá rồi. Đây ạ. Những cái thân rất là mập ú này. Một khóm của nó thì cũng có thể có 1 đến 2 thân tơ. Đấy, đây là hàng rừng nhá, thì tất nhiên là nó sẽ có cả thân già. Những cái thân trầm rất là mập. Các bác có thể lấy một vài nạng nhé, bởi vì dòng này thì giá thành nó khá là cao. Thì có cả những cái rễ to này, bác cũng lấy hàng rễ cũng được. Em bán là 130.000 đồng một nạng. Đấy. Tức là 1 triệu 3 một cân nhé. Mặt hàng hôm nay vừa mới về đó chính là long tu sơn. Long tu sơn ạ, hôm nay thì về số lượng ít thôi ạ. Đây là cái hàng nó dài dài như vậy này. Và đây là long tu sơn hàng ngắn hơn một chút. Thì hôm nay thì cái dòng hàng rừng thì chuẩn bị nó cũng đang xuống lá. Thời điểm nó xuống lá rồi này. Thì cái lá của nó đang chuẩn bị xuống hết rồi. Em bán cái loại này thì là 260.000 đồng một cân. Loại này cũng là dòng rất là dễ ghép. Và đây là cái dòng ngắn hơn một chút. Loại này thì em bán là 230, em tạm gọi đây là hàng giống. Hàng giống là ngắn hơn thì em bán 230, còn hàng dài hơn một chút em bán là 260.000. Cái này gửi đi xa thì các bác lưu ý giúp em nhé, bởi vì cái lá của nó rất là mỏng, nó có dẫn nếu mà nóng nó cũng thể là hơi bị thối một chút, thì các bác về các bác ngắt cái lá đi. Chủ yếu là mình sống bằng cái thân của giả hành nó đúng không ạ? Tiếp theo đó chính là long tu đá. Đấy ạ, long tu đá hàng cũng đã xuống lá hết rồi ạ. Hàng rất là đẹp nhé, hàng này gửi đi đảm bảo các bác là rất là an tâm. Em bán là 180.000 đồng một cân, một long tu đá, nãy là long tu sơn. Mặt hàng tiếp theo xin giới thiệu mọi người đó chính là hỏa hoàng cam. Những cây hỏa hoàng cam, cây nó rất là nhỏ xinh như vậy mà nó rất là nhiều cặp lá. Những cây lá xếp này, cả cây to cây nhỏ, hàng này em bán là 280.000 đồng một cân, hỏa hoàng cam ạ. Một mặt hàng nữa nhà em hôm nay về số lượng ít nữa đó chính là chồn tím ạ. Chồn tím hay người ta vẫn thường gọi là cáo đỏ ạ. Cái này thì cũng khá là hiếm, ít khi về. Đấy, cáo đỏ cây ở rừng thì tất nhiên là nó cũng sẽ bị sứt sát và nhìn nó không được đẹp mã đúng không ạ. Đấy, chồn tím này thì em bán là 250.000 đồng một cân, chồn tím. Và sau đây thì em giới thiệu các bác là dòng chồn trắng. Hai loại này thì nó sẽ hoa nó không khác gì là nhau lắm, nhưng mà các bác nhìn cây nó sẽ hơi khác nhau. Và tiếp theo đây đó chính là dòng chồn trắng ạ. Nãy là chồn tím, còn đây là chồn trắng á. Các bác để ý thân của nó xanh mét này. Đấy, thân rất là xanh. Và chồn hôm nay về thì cây nó cũng tương đối là to. Cây nhỏ thì em sẽ lọc ra em gửi cho các bác. Cây tầm vừa, tầm to như vậy này. Đấy. Và em bán là 200.000 đồng một cân. Chồn trắng nhá, 200.000 đồng một cân. Cây xanh và đẹp. Hoa rất là đẹp luôn. Mặt hàng tiếp theo xin giới thiệu mọi người đó chính là dòng kiều vàng ạ. Kiều vàng là một dòng rất là dễ thuần và vòi hoa dài, hoa màu vàng, hoa màu trắng, học vàng rất là đẹp. Loại này thì em đang bán là 150.000 đồng một cân. Đấy. Bởi vì cây bây giờ nó cũng hơi rời vụ một chút, nhưng mà cái này thì giá phải nói là rất là ưu đãi rồi. Đấy. Vì em lấy số lượng nhiều, 150.000 đồng một cân nhá. Nhà em vẫn còn nhiều ạ. Còn phía bên đây đó chính là dòng kiều tím, hay một số vùng người ta vẫn hay gọi là kiều hồng, bởi vì tùy từng vùng nên cái độ đậm nhạt nó hơi khác nhau một chút nhé. Và hai loại này thì nhìn cây bên ngoài là nó khá là giống nhau, mình chỉ có thể phân biệt đó chính là mình sờ cái bản lá của nó. Cái bản lá tím, kiều tím thì nó sẽ dày hơn và bản lá kiều vàng nó sẽ mỏng hơn nhé. Loại này thì giá thành là 280.000 đồng một cân ạ. 280.000 đồng một cân. Tiếp theo đó chính là trúc Phật Bà. Đấy, trúc Phật Bà lô đợt này về thì tất cả là đã xuống lá gần hết rồi. Đây giới thiệu cho các bác này, đây là những cái thân hoa này. Đa phần thì một khóm chỉ có một thân hoa thôi. Hoa trúc Phật Bà thì cũng ra hoa thời điểm Tết rất là đẹp, em bán là 480.000 đồng một cân. Và đây là một dòng hoàng thảo tam bổ sắc, là một dòng thân thòng. Hàng này thì hoa có 3 màu. Đấy, tam bổ sắc đúng không ạ? Nghe cái tên của nó khác là cái dáng hương tam bổ sắc thì là cái dòng cây xếp này. Đấy, đây là dáng hương tam bổ sắc.
Còn đây là dòng hoàng thảo tam màu sắc. Bên Trung Quốc thì người ta còn thu mua cái này để người ta làm thuốc nữa, là một vị thuốc nữa. Và cái này em bán là 200.000 đồng một cân. Đấy, cây nó chỉ mỏng mảnh như vậy thôi ạ, 200.000 đồng một cân, nhưng hoa thì rất là to và rất là đẹp. Mặt hàng tiếp theo đó chính là giáng hương bạch nhạn ạ. Em bán là 150.000 đồng một cân. Cây nó vừa và nhỏ. Đấy, không có cây to nhưng mà cây nó rất là xếp và đẹp luôn. 150.000 đồng một cân, rất là tươi và đẹp nhé. Và tiếp theo đây đó chính là nhất điểm hồng ạ. Nhất điểm hồng 130.000 đồng một cân. Đấy. Hoa màu trắng, họng màu hồng rất là đẹp. Hôm nay thì có một chút chuỗi ngọc ạ. Em bán là 180.000 đồng một cân. 180.000 đồng một cân, chắc chỉ còn một cân thôi. Dòng hoàng thảo đang xuống lá rồi. Hoa chuỗi ngọc rất là đẹp. Và đây là sóc Lào ạ. Sóc Lào hôm nay nhà em lại cập bến thêm. Và hôm nay thì em cũng sẽ bán ưu đãi đối với sóc Lào, đó chính là 100.000 đồng một cân. Cả cây to và cây nhỏ đều là những cây sóc lá xếp rất là đẹp nhé. Mặt hàng tiếp theo đó chính là hoàng phi hạc. Hàng vừa mới cập bến ạ. Hàng rất là đẹp luôn. Rất là nhiều lá. Đây các bác để ý này, cái lá hoa, cái cây hoàng phi hạc này rất là nhiều thân hoa. Hàng này cũng cho hoa xuân luôn nhé các bác nhé. Em bán là 150.000 đồng một cân hoàng phi hạc. Hoàng phi hạc em bán 150.000 ạ. Và tiếp theo đây đó chính là dòng hoàng thảo vôi. Đấy, mùa này thì dòng hoàng thảo vôi mà xuống lá như vậy thì các bác miền Nam gửi vào thì quá là an toàn luôn, quá là an tâm. Đấy, cây nó hơi khô vì sao? Bởi vì hàng rừng ấy, bao giờ thì em cũng gửi đi để cho tình trạng khô ráo nhất để gửi đi cho các bác, nó sẽ rất là đảm bảo. Trừ trường hợp là cây nó bị ướt thì bọn em phải quạt khô thôi. Còn cây việc khô như vậy này, gửi đi là vào trong miền Nam ấy thì cây nó không ảnh hưởng gì cả. Đấy. Và cũng là một cái dòng dễ trồng, hoa vôi thì rất là sai hoa và thơm. Em bán là 250.000 đồng một cân nhé. Tiếp theo đây đó chính là đai châu rừng ạ. Đai châu rừng là ngắn. Số lượng thì bây giờ chỉ còn một chút thôi ạ. Và em cũng đang bán thanh lý là 550.000 một cân. 550.000 một cân đai châu rừng, cả cây to cây nhỏ như các bác nhé. Hàng này thì tất nhiên nó sẽ, hàng rừng nó sẽ có một sự xuất sắc nhất định nào đó đối với cái lá của nó. Nhưng bảo hành các bác là hàng không bị gãy ngọn như các bác nhé. Hàng như vậy thì đối với cái giá thành 550.000 thì các bác lấy về thì làm giống thì rất là ok rồi đúng không ạ. 550.000 một cân đai châu rừng, số lượng có hạn để các bác có thể là đặt hàng trong hôm nay. Và tiếp theo đây đó chính là quế tím ạ. Những cây quế tím lá xếp này em bán 150.000 một cân. 150.000 đồng một cân quế tím, có một ít thôi ạ, nay về ít thôi. Còn tiếp theo đây đó chính là hoàng thảo ý ngọc ạ. Hoa rất là sai hoa. Hoa này thì cũng nở hoa vào mùa xuân nhé các bác nhé. Đây, những cái thân hoa đang xuống lá này, rất là, nhìn nó rất là mập và đẹp. Em bán là 150.000 một cân. Ý ngọc 150.000 đồng một cân. Một hàng hàng hôm nay vừa với cập bến mới đó chính là sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên hàng hôm nay mới về nhé các bác nhé. Hàng mới về thì em bán là 200.000 đồng một cân. Hàng mới về. Em cũng có cái dòng sơn thủy tiên hàng thanh lý ạ. Thanh lý thì tí em sẽ quay luôn để các bác có thể biết, hàng thanh lý thì em bán rẻ hơn. Đây ạ, phía trong đây là sơn thủy tiên hàng thanh lý đây. Có nó nhỏ vụn. Đấy, nó nhỏ vụn như vậy này. Em bán là 150.000 đồng một cân. Hàng đây là hàng lô hôm trước em nhặt thì còn ít. 150.000, còn hàng mới về là 200 nhé. Mặt hàng tiếp theo đó chính là hoàng thảo vẩy rồng. Cũng lâu lắm rồi thì nhà em mới về cái hàng hoàng thảo vẩy rồng này. Hoa cũng nở xuân và hôm nay thì có những củ giả hành rất là mập và đẹp. Đấy, em bán là 120.000 đồng một cân hoàng thảo vẩy rồng nhé. Và tiếp theo đây đó chính là kiều tím miền Trung. Hôm nay em có hai cái rề. Hai rề kiều tím. Rề thứ nhất này. Đấy. Những cái dòng kiều này, những cái mắt nào mà chưa cho hoa thì năm tới là nó vẫn cho hoa như bình thường nhé. Rồi rề nhất này em bán là 350.000 này. Tiếp theo là rề số 2. Đây là rề thứ 2 ạ. Khá là nhiều thân lá. Rề này em bán 500.000. Và em có một cái rề sơn thủy tiên duy nhất này. Rề này rất là nhiều thân hoa, thân lá các bác ý này. Rề em bán là 350.000 sơn thủy tiên, rề sơn thủy tiên ạ. Em còn ít hoàng nhạn tháng 4 hàng thanh lý này, hàng mất nước này. Đấy. Loại này thì em bán thanh lý sập sàn là 200.000 đồng một cân. 200.000 đồng một cân, nhưng mà không gãy ngọn cho các bác nhé. Về các bác phục hồi cho em. Hàng thanh lý 200.000 đồng. Còn tiếp theo đây là hàng hoàng nhạn tháng 4. Hàng này thì cây đó đẹp hơn một chút. Cả to cả nhỏ ạ. Hàng này thì em cũng bán theo giá hàng giống là 380.000. Hàng này hàng mới về 380.000. Còn cái hàng xấu kia bị dập lá nhiều thì em bán là 200.000. Hàng này 380.000 đồng một cân nhé. Em còn ít ý thảo ba màu này. Em bán là 150.000 một cân, bình thường là 200.000.
xuống lá hết rồi, 150 một cân. Các bác lấy bao nhiêu thì em, chỗ này bao nhiêu thì em tính tiền từng đó nhé. Chắc chưa đến một cân đâu ạ. Hôm nay thì em vẫn có quế tháng 8, còn một ít hàng quế lướt này. Quế lướt em bán là 200.000 đồng một cân. Còn tiếp theo đây là quế xếp tháng 8 ạ. Cây quế xếp thì nó có cả xếp lưng và xếp V. Loại này thì em bán 600.000 đồng một cân nhé các bác nhé. Và tiếp theo đây thì em sẽ đi qua những mặt hàng thuần của nhà em nhé. Mặt hàng thuần của em hôm nay thì có, vẫn có những chậu lan quân tử này. Hàng em bán thanh lý là 100.000 đồng một cây. Đấy, 100.000 đồng một cây. Nói chung là hàng vẫn đẹp, chỉ có một số lá thì nó hơi bị sứt sát một chút thôi. Bán thanh lý 100.000 đồng một cây ạ. Và tiếp theo đây là năm cành trắng họng hồng, còn tầm 2, 4, 5 cốc, 200.000 đồng một cốc một thân, chiều dài tầm khoảng 50cm. Và đây là kiếm Thái ạ, kiếm vàng của Thái. Bây giờ thì các mã màu thì em cũng có đánh ở chỗ thành chậu rồi. Và bây giờ còn số lượng ít là em bán là 180.000 đồng một chậu. Đặt từ 3 chậu bất kỳ trở lên, em sẽ để là 160.000. Hàng kiếm vàng, đây là hàng được lai tạo từ những cái mặt bông mẹ rất là đẹp nhé. Hàng này thì em bán rất là chạy hàng trong thời gian vừa rồi. Còn đây đó chính là giả hàng Hawaii màu tím lá biên ạ. Đấy, em bán 150 một chậu, 150 một chậu Hawaii tím lá biên. Còn số lượng ít thôi ạ. Tiếp theo đây đó chính là Corat Cookie. Đấy, Corat Cookie 150 một chậu, đặt từ 3 chậu trở lên là 130.000. Mặt hàng tiếp theo đó chính là Dendrosun ạ. Dendrosun một chậu như vậy em bán là 90.000 đồng một chậu này. Ra hoa thời điểm mùa xuân. Đấy, những cây thấp thì nó sẽ nhiều mầm hơn, còn những cái cây cao nó sẽ ít mầm hơn nhá. Cũng có cây thì nó ra cả ki ở trên những cây mắt này. Về các bác có thể tách ra, các bác làm ki ạ. Các bác trồng sang chậu mới. Em bán 90.000 đồng một chậu. Em còn 6 chậu. 6 chậu đai châu hồng cánh sen, hồng mỹ nhân, lá mít rụt rịt luôn. Đấy, hàng VIP, đây là hàng VIP nhá, hàng hoa VIP luôn ạ. Bởi vì sao? Đó chính là cái mặt hoa VIP nhất của cái dòng đai châu Thái. Đây ạ, những cây đai châu khủng, đấy, mít rụt luôn. Hồng cánh sen số 13, em chỉ còn 6 mã nữa thôi nhá. Các bác nhanh tay đặt hàng không thì cái này cũng ít khi có hàng lắm ạ. Hồng cánh sen số 13, 1.800.000 này. 1.800.000, cây rất là to, bản lá to luôn. Bản lá to và dày, và một mẹ hai con. Đây là những cây mẹ bồng con nhé. Đấy, cây nào có mẹ bồng con em nói luôn này. 1.800.000 hình số 13. Hồng cánh sen số 8 cũng 1.800.000. Đấy, cây này là một cây mẹ và một cây con khá là lớn này. Mẹ bồng con này, 1.800.000. Rất là đẹp. Hồng cánh sen số 8. Hồng cánh sen số 5, một cây 1.700.000. Cây này thì cây này cũng là một cây mẹ bồng con, bản lá to và đẹp. Đây ạ, cái mặt trước của nó đây. Và đây cây con của nó đang mọc lên này các bác này. Đấy, cây này 1.700.000. Thực ra thì nó cũng không thua kém gì những cây khác đâu. Đấy, 1.700.000. Hồng cánh sen số 7, 1.800.000. Cây này thì của phải nói cái bản lá nó quá là tuyệt vời luôn. Về các bác cố định giúp em bằng một cái que nhé. Đây, cái này nhà vườn người ta cố định nhưng mà nó vẫn chưa đủ để nó giữ cố định một cái cây to bự như vậy. Một mẹ một con lớn, 1.800.000. Hồng cánh sen số 7 này. Hồng cánh sen số 11, 1.700.000. Đây ạ, cây này là 1.700.000. Bản lá to đúng không ạ? Đấy, cây này thì không phải là cây mẹ con. Bản lá to rất là đẹp. Và cuối cùng là một hồng cánh sen số 10, 1.700.000. 1.700.000, cái rễ của nó khỏe, nó ra như vậy này. Các bác về các bác có thể thay sang một cái chậu lớn, cái chậu đẹp, mua một cái chậu xịn để trồng một cây xịn như vậy này. Đấy, một mẹ một con 1.700.000. Em chỉ còn 6 cây duy nhất thôi, hôm vừa rồi em về 20 cây. Còn 6 cây để các bác có thể sưu tầm. Và tiếp theo đó chính là dendro màu ạ. Như hôm qua thì em nhà em về rất là nhiều dòng dendro đúng không ạ? Các bác để ý này, hàng dendro nhà em thì bây giờ chắc chỉ còn là có 2-3 màu nữa thôi. Dòng dendro nắng thì chắc chỉ còn cái hàng Cisaret đấy ạ. Dòng dendro nắng em chỉ còn tầm khoảng 6-7 chậu Cisaret nhé. Hoa màu đỏ rất là đẹp. Đây để em cho các bác xem luôn mặt hoa. Dòng dendro nắng thì em đang bán là 100.000 đồng một cây. Rồi đây là mặt bông của Cisaret này. Đấy, hoa này, hoa những dòng dendro nắng, dendro màu thì nó ra hoa quanh năm, chứ không phải ra bất cứ thời điểm như là Tết hay gì cả. Đấy, cứ ngồng nụ này nó ra hoa thì sắp tới nó lại sang một ngồng nụ khác thôi các bác để đấy. Đấy, ngồng nụ này. Đấy, ngồng nụ khác là đang mọc lên ở dưới. Đấy, nên là tại sao là những cái dòng này nó ra hoa quanh năm các bác nhé. Dendro nắng thì chắc các hẹn các bác là tầm 4 hôm nữa thì nhà em sẽ về. Hôm qua thì về không đủ để trả đơn các bác. Nên là một số bác mà em cũng chưa kịp gọi điện cho các bác thì các bác cũng hết sức thông cảm. Đấy, đợt tới này thì em về số lượng nhiều thì em sẽ chủ động gọi điện lại cho mọi người xác nhận những đơn hàng và gửi đi nhé.
Còn đây là đen rô màu. Đen rô màu thì em còn một số loại như sau. Đây là loại vàng lưỡi đỏ này. Hoa vàng lưỡi đỏ, những dòng đen rô màu thì em bán là đồng giá là 80.000 đồng một bầu. Đấy. Và các bác đặt từ số lượng nhiều từ 4 chậu trở lên thì em sẽ bớt giá cho các bác 10.000 đồng một chậu nhé. Đối với dòng đen rô màu này. Đây là mặt bông của màu vàng lưỡi đỏ này. Em sẽ giới thiệu các bác là màu vàng lưỡi đỏ nhé. Hàng này thì trong dòng đen rô màu thì nó cũng khá là hot. Đấy. Đây là mặt bông của vàng lưỡi đỏ này. Đấy. Màu vàng chanh và lưỡi màu đỏ đúng không? Lưỡi đỏ rất là đậm. Đấy. Người ta gọi là vàng lưỡi đỏ 80.000. Đấy, hàng này hôm qua về nhiều này. Và đen rô màu ngày mai sẽ về đủ một bộ cho các bác. Dòng đen rô màu ấy ạ. Bởi vì hôm vừa rồi thì em phải chia làm hai chuyến. Bởi vì thời tiết ở trong miền trong thì đang mưa nên là người ta không thể là người ta cắt nước để người ta gửi đi cho em luôn được. Hẹn các bác ngày mai thì nhà em sẽ về bổ sung rất là nhiều những mặt hoa đen rô màu mới nhé. Còn phía bên ngoài đây thì em vẫn còn một số màu đen rô màu như là màu tím ạ. Đây ạ, giới thiệu cho các cái màu tím này ạ. Đấy, màu tím của đen rô màu này, hoa rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, tím đậm luôn. Và em bán là 70.000 đồng một bầu nhé các bác nhé. Hàng này thì em bán 70.000 bởi vì lô hôm trước còn số lượng ít. Đây là màu trắng lưỡi tím ạ, trắng lưỡi tím. Màu trắng lưỡi tím là còn hàng này. Đấy, còn 3 bầu thôi. 3 4 bầu gì đó. Màu trắng lưỡi tím. Đây là màu vàng. Màu vàng còn 2 bầu. Đây ạ. Màu vàng còn 2 bầu. Loại này nó đang đẻ nhánh cũng khá là nhanh. Màu vàng thì giới thiệu các bác mặt hoa của màu vàng đây ạ. Dạ, đây là màu hoa của màu vàng này. Hoa rất là đẹp. Và tiếp theo đây đó chính là màu hồng phấn ạ. Đây ạ, màu hồng phấn. Giới thiệu các bác màu hồng phấn này. Và tiếp theo đây thì em sẽ giới thiệu các bác những cái chậu trầm trắng. Trầm trắng thì nhà em số lượng chỉ còn ít thôi ạ. Chỉ còn 5 chậu duy nhất thôi. Và hàng này thì vẫn là những cái hàng mà các bác rất là ưu tiên lựa chọn. Bởi vì nó cũng là cái dòng ra hoa thời điểm mùa xuân đúng không ạ? Vào miền Nam thì các bác có thể dễ dàng và có thể rơi vào thời điểm Tết. Và dòng trầm thì vốn dĩ nó hoa nó rất là thơm. Hoa thơm như hoa trầm đúng không ạ? Đây ạ, những cái dòng này là dòng thân thòng và 100% là dòng thân tơ đang xuống lá, đang có dấu hiệu tắt ngọn xuống lá. Đây là mặt hoa của trầm trắng này các bác này. Đấy. Khi mà ra hoa phải nói nó rất là sai hoa. Và em còn một số giò như sau. Và em vẫn đang áp dụng chương trình giảm giá đối với những giò trầm trắng, như là em bớt 50.000 đồng một giò. Tức là cái giò này 5 thân 850 thì bây giờ em chỉ có là 800.000 đồng thôi ạ. Đấy, những thân trầm rất là đẹp. 5 thân giò A4 này, em còn giò A4 5 thân 850. Em đọc giá chưa giảm nhé. Cái này em sẽ giảm trực tiếp trên trên hóa đơn của các bác. Giò A9 4 thân 780.000, tức chỉ còn 730.000 4 thân ạ. Giá rất là rẻ, chưa đến 200.000 một đầu ngọn. Các bác nhanh tay đặt hàng từ thời điểm bây giờ đi ạ. Giò A7 5 thân 850. Đấy, 5 thân 850, tức là còn 800.000. Giò A12 4 thân 750, còn 700.000 đồng một giò. Giò A13 7 thân 1.350.000. Em đếm này, 1 2 3 4 5 6 7. 7 thân và thêm một cây này nữa. Và giò này thì đấy, cây rất là xanh, chuẩn bị xuống lá thôi. Đấy, một số cây thì đang chuẩn bị thắt ngọn rồi. Và em bán là 1.350.000. Tức là bớt 50.000 còn 1.300.000. Và tiếp theo đây đó chính là 5 cánh trắng họng hồng. Hiện tại thì em chỉ còn 3 giò duy nhất thôi. Đấy, đây là hàng chơi Tết luôn nha các bác nhé. Em có cái hàng chậu một thân thì là 200.000. Còn đây là những cái thân dài, thân mập hơn một chút. Thì cái này thì giá thành em nhập nó rất là đắt rồi. Và em sẽ bớt cho các bác 30.000 đồng một giò. Đấy, tất cả những hàng thuần bởi vì số lượng em còn ít thì em bớt giảm giá thôi. Chứ còn đảm bảo các bác là cây nó vẫn rất là đẹp, chứ không phải là xấu mà em giảm giá đâu ạ. Dụ giò B2 này, 3 thân 880.000, còn 850 này. 850 tính ra chưa đến 300.000 đồng đầu ngọn. Đảm bảo các bác là mua giá thành rất là rẻ, không có giá đấy đâu. Thời điểm gần Tết thì giá thành nó rất là cao. Đảm bảo các bác là năm ngoái thì hàng này nó rất là chạy hàng mà giá thành không dưới 400.000 một đầu ngọn ấy, phải nói nó rất là kinh khủng. Giò B10 này 3 thân này 930.000, còn 900.000. Đấy. 3 thân rất là đẹp, 900.000. Tiếp theo là giò B14 4 thân 1.100.000. 1.100.000. Thì em còn là 1.070.000. Đấy. Và còn 5 chậu trầm rồng đỏ cuối cùng. Và bớt cho các bác là cái này em bớt là 30.000 đồng một chậu trầm rồng đỏ này. Đấy. Em còn những giò như sau. Đều là những giò thân rất là mập và đẹp. Giò T3 4 thân 950, còn 920.000. 4 thân tính ra chưa đến 250.000 một thân. Tiếp theo là giò T9 4 thân 980.000. Đấy, giò này rất là đẹp này, thân rất là đều và mập nhau. Tiếp theo là giò T
T4 4 thân 1.050.000. 1.050.000. Đấy. Và đây là gió T17 4 thân 950. 950. Cả dài cả ngắn em bán solo hết, nhưng đảm bảo các bác là năm nay các bác được thưởng thức hoa luôn. T2 4 thân 980. Còn duy nhất 5 giò trầm rồng đỏ ấy, hàng chơi hoa xuân hoa Tết, những cái giò cuối cùng còn sót lại, hàng em bán giảm giá để em nhập lô hàng mới. Còn đảm bảo các bác là hàng vẫn rất là đẹp, vẫn rất là ok. Đấy. À, hôm nay em có 4 bảng trầm thân nù này. Đấy, trầm thân nù, đấy, bản lá nù đá mít rất là đẹp. Đây là trầm nhá, trầm không phải dòng phi điệp ạ. Trầm thân nù. Em quay từng giò nhá. Giò thứ nhất em bán là 170.000 này. Đây giò thứ nhất 170.000. Gồm 2 thân, 1 thân nó xuống lá. Đây là cũng là thân tơ nhưng nó xuống lá này. 170 này. Tiếp theo là giò số 2. Dạ. Giò thứ 2 thì gồm 3 thân. Giò này em bán là 200.000. Giò số 2 200.000. Giò thứ 3 cũng 1 thân, 1 thân, 1 thân nhỏ cũng 170.000. Đây là giò số 4. Giò số 4. Đây ạ. Cũng giò này thì thân nó dài hơn, em bán là 200.000. Đây một thân. Đấy, hai giò 170 và hai giò 200.000 nhá. Mặt hàng tiếp theo đó chính là địa lan Santo. Những chậu địa lan Santo cho hoa thời điểm Tết này, hàng bán phải cực kỳ chạy hàng của gia đình em. Thời gian vừa rồi em bán là 90.000 đồng một chậu. Đặt từ 3 chậu trở lên thì bán giảm giá chỉ còn 80.000 đồng thôi. Cái này thì Tết người ta tính theo ngầm hoa thì giá thành nó rất là đắt. Và tiếp theo đây là những cái chậu cát lay da. Cát lay da thì em đang bán thanh lý là 180.000 đồng một chậu. Đặt từ 3 chậu trở lên là, à quên, đặt 2 chậu thì là một cặp là 350. Đây ạ, còn một giò. Đây là giả hạt Hawaii. Giò này rất là nhiều thân, 8 thân cơ. Nhưng giờ thì thân nó gập cũng khá là nhiều. Giò này ban đầu là 500.000, rồi em bớt 200.000 cho các bác, là còn 300.000 cái giò này. Rất là nhiều thân. Đấy. Một số thân của nó bị gập thân ấy, kiểu vì nó dính vào cái thành chậu này. Đấy, nhưng mà ngọn nó không vấn đề gì nhá. Giò này 300.000 này. Đây là cái, còn một cây Vanda này, 100.000. 100.000 cây Vanda thanh lý. Và một số cây Vanda thanh lý là lỗi lá này. Những cây lỗi nhiều lá như vậy em bán là 200.000 ba cây. Đấy, 200.000 ba cây Vanda. Còn cái loại mà nó lỗi ít lá này em bán là 100.000 đồng một cây. Hàng này hoa ra hoa quanh năm. Đây ạ, em còn duy nhất một cây cửu bảo tiên lai Vanda này. Đấy, hàng này ra hoa quanh năm, hoa thơm, 200.000 đồng một cây này. Còn đây là đai châu hồng chấm chốc cũng 200.000 đồng một cây. Ngoài ra thì nhà em còn cung cấp thêm cả những dòng chế phẩm phân thuốc dành cho lan. Các bác đặt hàng thì liên hệ với em qua hai số điện thoại 0393998895 và 0966121377. Và ngày mai thì nhà em về, thông báo trước là ngày mai nhà em sẽ về thêm một lô, đó chính là dendro màu. Đấy, những cái mặt bông rất là khác nhau. Và cả lô giả hạc Pháp và giả hạc hoa hồng đỏ ngày mai sẽ bổ sung thêm để phục vụ nhu cầu các bác. Còn hoa hồng đỏ và giả hạc Pháp hiện tại thì em hết hàng rồi nhé. Ngày mai thì rất là mong các bác có thể đón xem vào video ngày mai để update từ những cái mặt hàng mới nhất của gia đình nhà em. Và sau đây thì xin chúc các bác một buổi chiều làm việc thật là hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.